Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Cà Phê Nóng. Vui quá, có tới 90 phút nữa sẽ được trò chuyện cùng với quý vị với dòng chảy tin tức. Và cái câu chuyện đầu tiên mà tôi và chị Phương Anh sẽ cùng đưa ra cho quý vị nhân ngày hôm nay là ngày 31 tháng 5, ngày Thế giới không thuốc lá. Thuốc lá đến với thế giới này và nó giống như là một lối sống. Tuy nhiên lối sống này có nhiều cái không tốt, chắc chắn là như vậy. Tuy nhiên nó đã trở thành một cái trào lưu ở trên toàn thế giới. Và như là Internet vạn vật, bây giờ chúng ta có AI, thì thuốc lá ngày xưa bây giờ nó có thuốc lá điện tử. Và một trong những cái nguyên nhân khiến cho loài người chết nhiều nhất đó là do thuốc lá và cả thuốc lá điện tử nữa. Và chị Phương Anh hãy cùng bắt đầu bằng cái con số giật mình của cái vấn nạn này. Thực ra thì cũng không muốn bắt đầu bản tin một ngày mới bằng những con số như thế này đâu, nhưng mà đúng là phải cảnh báo tới quý vị. Bộ Y tế cho biết là thuốc lá là sản phẩm hợp pháp duy nhất làm chết một nửa số người sử dụng thường xuyên và hút thuốc lá tự động. Mỗi ngày thì có tới xấp xỉ 21.000 người tử vong và trung bình cứ 4 giây chúng ta sẽ có một người tử vong do các bệnh liên quan tới thuốc lá. Và quả thực đó là những con số rất khiến chúng ta phải suy ngẫm, đúng không ạ? Chính xác như vậy. Và một cái con số cũng khiến cho chúng ta giật mình hơn đó chính là trong điểm báo ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã đưa một cái thông tin ở trên báo chí về việc là tỷ lệ nữ sinh hút thuốc lá điện tử nó cũng đã tăng hơn. Tuy nhiên là nam giới vẫn là một trong những cái đối tượng hút thuốc lá nhiều nhất. Và bây giờ thì nó có thêm nhiều loại khác như quý vị các bạn có thể nhìn thấy ở trong cuộc sống, ví dụ như là shisha nè, rồi chúng ta có thuốc lá nung nóng nè, rồi rất là nhiều người sử dụng cầm những cái vape và hút thuốc lá theo kiểu trend, theo đám đông, và nghĩ rằng là thuốc lá điện tử là vô hại, bởi vì có rất là nhiều những cái bài truyền thông ở trên mạng xã hội nói rằng khi mà chúng ta hút thuốc lá điện tử thì chúng ta có thể giảm được liều lượng nicotine, hoặc là giảm những cái việc là chúng ta có thể bị nghiện một cái loại hóa chất mới. Tuy nhiên vấn đề không phải là như vậy. Vấn đề là có rất là nhiều những cái thứ trong cái bộ tạo ra khói đó, tạo ra cái mùi đó và tạo ra cái hương vị đó. Và cái cách chúng ta quen với thuốc lá nó rất là hại. Và hại như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đến với lại những cái thông tin sau đây. Không ít trường hợp đã phải nhập viện vì điều trị cái ngộ độc này. Và chúng tôi rất là mong muốn ngày hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu đến quý vị một cái lối sống mới để cùng ngẫm lại về cái thứ vẫn đang tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cắm cái điếu thuốc lá vào ông địa nè, chúng ta mua thuốc lá mỗi ngày nè, và rất là nhiều cô cậu trẻ sẽ không thể nào ra ngoài đường nếu không có một cái vape sành điệu ở trong tay. Mối nguy từ thuốc lá điện tử là gì? Hãy cùng bắt đầu với chúng tôi tìm hiểu và hãy cùng ngẫm xem là chúng ta nên loại trừ nó trong cuộc sống như thế nào nhé. Hôn mê sâu, phù não, suy đa tạng, tổn thương đa cơ quan nặng nề, tiên lượng rất nặng là tình trạng của nữ bệnh nhân 20 tuổi này. Được biết, trước khi rơi vào bất tỉnh, bệnh nhân có sử dụng thuốc lá điện tử. Dung dịch thuốc lá điện tử của bệnh nhân đã được gửi đi để xét nghiệm tại Viện Pháp y Quốc gia thì cho thấy là có chứa một cái loại cần sa tổng hợp. Điều này cho thấy đây là một bệnh nhân bị ngộ độc cần sa tổng hợp, một loại ma túy thể mới rất là độc có trong thuốc lá điện tử. Bác sĩ thông báo mà bị ngất thì gia đình cứ nghĩ là cháu bị làm sao thôi, không nghĩ là cháu bị như này, sự là rất là choáng. Đáng lo ngại, đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ cho biết hàng tuần đều có bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử nhập viện với nhiều mức độ khác nhau như kích thích, ảo giác, yếu cơ, suy tim, suy thận, suy gan. Theo Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, mẫu vật này chính là tinh dầu dùng trong thuốc lá điện tử, mẫu giám định theo yêu cầu của một số nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo mô tả của nhà trường, học sinh, sinh viên sau khi sử dụng các mẫu chất này có những biểu hiện bất thường như hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, thậm chí có em đã bị ngất. Kết quả cho thấy, lọ tinh dầu có chứa chất 5FMDMBPK, một trong những loại cần sa tổng hợp có tác dụng kích thích thần kinh trung ương và gây ảo giác mạnh. Nó tác động vào cái hệ thống thần kinh, gây do cho người ta những cái ảo giác, người ta mất cái khả năng nhận thức về cái không gian và thời gian, gây ra cái ảo giác cho người sử dụng và tác động đến cái hệ thống thần kinh trung ương rất là mạnh trong cái giới học sinh sinh viên. Các đối tượng hòa cái ma túy cần sa tổng hợp vào trong này để làm gì, để mục đích để mang lại cái tác dụng của cái cần sa tổng hợp cho cái đối tượng người sử dụng. Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh đã nhận được các báo cáo của Trung tâm Chống độc của các bệnh viện, đặc biệt Bệnh viện Bạch Mai và một số các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cho thấy có cả những trường hợp các cháu, các em khi mà xét nghiệm có cả ma túy ở trong các cái ống của các cái thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử, và gây nên một cái tình trạng phải nói là rất là đáng báo động, lo ngại, đặc biệt là trong giới trẻ, thanh thiếu niên. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, để sản xuất các loại sản phẩm thuốc lá điện tử có khoảng hơn 15.000 loại hương liệu được sử dụng, trong đó rất nhiều loại độc hại và chưa được đánh giá toàn diện về mức độ gây hại đối với sức khỏe. Nguy hiểm hơn khi các loại dung dịch này trộn lẫn cả những chất gây nghiện như nicotine hay ma túy tổng hợp và gây ra những hệ lụy khó lường, đặc biệt ở giới trẻ.